Tôi là Ngọc Thuấn, tôi đang giảng dạy tại CEG. Đặt tay trên phím đàn, nhấc lên như này, vai và cổ tay thoải mái. Ta nắm cái tay hờ hờ này thôi, đừng căng cứng ngón tay, chỉ nắm hờ thôi, sau đó nở ra một chút. Đây chính là nốt đen, tức là bằng một vỗ tay.